Trời ơi. Đồng đều lên và phát xin lỗi tất cả mọi người đều mở ra cùng một lúc. Ok. Yeah. Yeah. Mình sẽ biết được là năm nay chị Nhi cho ai lọc đúng không? Yeah. Ok. Không ai chơi lọc hết. Không chơi hé, coi hé trước nha. Vậy thì mọi người nào cũng có. Sao lại quá. Người làm tốt rồi. Chị chơi với gì đâu. Chị nghe. Đó. Cái gì đó. Cô ơi mẹ nát rồi. Cô ơi tay nát rồi lên hả? Thôi. Cái gì vậy? Cô yêu hết. Bắn cá nha. Kinh hoài luôn. Kinh lắm vậy. Rồi. Không đâu. Phát nha, từ trái qua phải. Không. Cái này đọc trước anh chị. Đọc trước chia bài quá. Không được coi trước ha. Không được coi trước, không được coi trước. Không được coi trước. Trước nha, coi trước. Coi trước lại nha. Nếu mà chung mình phải chung. Chưa mà. Chúc chị nhạc sự như ý. Sớm xanh quý tử. Cái này là có chuyện dễ sợ. Bỏ lại, bỏ lại. Sao dày dữ mà? Dày lắm á. Phương cho cái con. Chị chị đi. Chị chị đi. Trang đây. Trang chị đi. Rồi chuẩn bị mở nè. Em vừa có. Có một mẫu em khóa đây thiệt mà. Chưa thiệt. Phải sao mấy chút à? Chút nữa không được dính nha. Không được giống nhau nha. Từng ơi, từng ơi. Lấy chút. Lấy chút. Lấy chút. Lấy chút. Em thích chị năm nay năm 2020 sẽ sinh ra một nhân tài. Cảm ơn em chút rồi anh ơi. Rồi, quay lại, quay lại. Quay lại. Quay lại. Đây, đây, đây chút. Rồi chút năm mới em chị làm năm phát tài nè. Tài có rồi, phải chút nữa. Tài có rồi. Một câu thôi, chút mình khác. Ừ, mình khác chút nữa. Rồi. Ai đâu mình lấy lại bao bì á. Anh thì nhiều sức khỏe và bình an. Rồi. Đến em. Nó nghe là không bà nha, một mà nha, không bà. Ai đọc xem nữa. Xem nè. Đúng rồi. Xin quý tử và tại vì mọi người chưa quý tử rồi cho nên chúc là xin một cặp quý tử. Anh đi, anh nghĩ đến anh đi thay tả rồi. Rồi, đi. Năm mới chúc anh chị ngày càng hạnh phúc hơn. Bắt em thay thủ quá. Cái gì dày á chị? Dày dày á. Tiếp theo. Chúc cũng chúc đùm nữa. Ngày khác này rồi. Năm nay chú xin được một con tí thiên tài. Chúc mừng chúc. Tao kịch tính gì thôi.